Cứ uống đi. Bỏ gì vào đây sao? Bỏ gì vừa chăm tâm bỏ cái gì? Uống rồi lần yêu anh nhé. Uống rồi lần yêu anh nhé. Trời ơi, dám mới cứu em. Vlog và anh em ạ, một khoảng thời gian khá là dài rồi giờ mình mới ra video và mình cũng thông báo với anh em luôn là kênh này là kênh chính thức và kênh duy nhất của mình, còn những cái kênh khác là đều là kênh giả mạo anh em nhé. Ok ok. Anh em hãy đăng ký kênh, một lượt đăng ký kênh cho kênh của mình nhé. Okay. Rồi thì video hôm nay là gì? Nói chung là con lợn Hà đang ngủ đấy. Thế là bây giờ mình muốn quay cái này với anh em như này nhá. Thử thách 24 giờ gọi ngân hàng là em yêu. Cái gì cơ? Thử thách 24 giờ gọi ngân hàng là em yêu. Quái. Thầy bật đèn vàng xanh các kiểu các cùng được ngay nhỉ? Chuyển luôn. Ui. Mà đi chơi bia vậy à? Trông hơi đặt hỏi cái kinh nghiệm tháng 8 là đi đâu về? Hả? Đi đâu về? Đi đâu kia tao hả? Hà đâu? Hà đang ngủ rồi. Đây, để gọi cho. Chuyện gì khó cứ để anh lo nhá. Nhá. Không có tưởng. Ủa, sao? Ngủ không quá cửa luôn nhỉ? Ôi. Đâu rồi? Em ơi. Em ơi. Alo. Em ơi, em yêu ơi. Dậy đi. Em ơi, dậy à, ăn cơm ấy. Luôn nó dậy. Dậy đi. Cái gì? 6 giờ sáng cả nhà đang ngủ. Em ơi. Dậy đi. Sáng rồi dậy đêm ngủ gì nữa. Gì đây? Hả? Cho mắt thích tắt đèn đi. Kiểu anh hôm nay anh muốn là mọi người dậy sớm nhỉ, kiểu để đi thể dục ấy. Hôm nay nhìn em xinh nhỉ? Hôm nay nhìn em xinh đi ngủ một quay. Váy váy dài ấy. Váy đến chân luôn. Không có đèn cơ. Để đây. Ui giời ơi. Công chúa ngủ trong giường. Đi ngủ con bôi son kìa. Không thể trang ai không? Đi ngủ không thể trang này. Hôm qua em đi chơi người yêu về mà. Nước chơi gì? Đúng rồi, hôm qua nước chơi gì? Hôm qua cũng phải đi chơi đấy. Thấy anh đều dẫn ra về rồi. Dạ, đến giờ mới về. Thế thì chắc là mày chưa biết là cái anh ấy là tao rồi. Cái thằng bo cho tao 4.000 cơ mà tao. Mày không thấy cái tấm tiền lẻ ở kia là chưa? Đi mạch lá. Thằng Linh vào phòng hàm gì đấy? Mày vào đây làm gì? Không, em mày vào làm gì? Anh gọi thằng em nó đi làm gì? Anh vào đây là có việc của anh. Liên quan đến mày, việc của tao, của mày. Không sao, anh có thể tha thứ cho em được. Em gì anh? Anh gì? Ai anh em nhà mày? Thế thôi, vẫn cô đơn sớm thôi. Điền. Vui. Tao đùa với nhà mày. Vui hơn chị tao. Vui. Ơi, chật đấy. Em gì nhỉ? Em gì nhỉ? Yêu nhỉ? Ôi hổ. Gì nữa nhỉ? Ha này. Này nhá, bỏ ngay cái bàn tay dơ bẩn ra. Đừng có sờ vào cô ấy. Tay sạch mà. Kể cả thế, không phải ai cũng đụng được đâu. Nè. Nước trôi. Trôi đi. Hôm nay nhìn cô ấy xinh nhỉ? Này em xinh thật hết. À, vừa đi chơi với người yêu về mà em vừa đi chơi. Ố, mùa này tự nhiên hôm nay đi đâu lên đây? Hôm nay lên đây. Hôm nay tôm đến nhà rồng chơi em đi. Lên xin cái sở mắt banh kinh. Hả? Sở mắt banh kinh kia cầm cả thẻ ngân hàng luôn. Thế á? Đúng không? Nhìn đây nhìn đây. Đẹp trai không? Thôi em lấy sữa các kiểu cho em đi. Sữa không anh lấy không?
sao đấy? Sao không? Anh nào? Ủa, anh này chứ anh nào ở đây 1 2 3 con à, hai con với một thằng chứ anh nào nữa. Tao bằng vai phụ nữ với nhà mày à? Anh nào? Đi ra ngoài kia chơi. Để anh lấy sữa cho em nhá. Không cần, mày tắt ngồi ra ngồi. Ngủ. Ngồi yên đấy. Chị bảo này, Thắng ơi, em vào em tấn công mạnh vào. Em bảo là, em ơi, em có yêu anh không các kiểu vào. Bón sữa cho em hộp ni lông. Ơi. Trời đất luôn. Em không chạy theo. Mạnh mẽ lên em, mạnh mẽ lên em. Dậy đi ngủ đằng kia xin nữa em. Dậy đi ngủ. Nâng em cẩn nhanh lên em. Sao không đói? Phải chọc chứ. Em cứ uống đi anh bảo. Ôi đây. Ôi. Nhưng mà hôm nay anh em cái đếch gì đây? Hả? Mình làm sao đây? Đưa đây chọc cho. Đưa để anh chọc vào cho nhé. Anh chọc vào trong. Cái gì đây? Con chó à? Đâu? Cái nào? Uống đi. Cứ uống đi. Bỏ gì vào đây sao? Bỏ gì vừa chọc xong bỏ cái gì? Đây. Uống rồi làm gì yêu anh nhé. Uống rồi làm gì yêu anh nhé. Không, uống rồi, vẫn nuốt rồi. Vẫn nuốt rồi. Thế là Hà đã đón nhận tình cảm của ông? Trôi như tình yêu của anh dành cho em. Bây giờ mày thích sữa nào? Cái hộp sữa Milo này nó kiểu đong đếm một cái tình cảm của anh ấy đấy. Nếu mà em uống hết thì có nghĩa là em cứ uống, em cứ uống đi. Nhưng mà chị bảo tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa? Mặc đủ lông cánh các thủ chưa mà anh? Năm. Hả? Vậy cánh phục phục rồi. Bao tuổi rồi biết cái đếch gì trên đời mà nói. Đi ra ngoài kia cho tao ngủ. Nhanh lên. Hôm nay anh xin ở đây với em. Đại bàng không cần lông thì vẫn vẫy được thôi. Thế là sao? Cứ uống đi, tình cảm của anh nó ngọt như thế cơ mà. Uống uống đi, trôi như thế nhỉ. Thôi anh nằm xuống ngủ với em đi. Uống ngồi xa ra. Uống đi xong cho anh ngủ với. Không, nhầm. Anh nằm đây trông em. Anh nằm đây trông em. Chuẩn đấy. Thế thì để anh ngủ cho em xong cũng được. Em ngồi, em chỉ cần việc ngồi đây thôi. Đấy. Được. Ừ. Sao? Đấy. Hết rồi. Hả? Thì bây giờ em trông nó ngủ. Ừ. Không, phải uống hết chứ nhỉ. Hết rồi. Chưa hết. Rồi. Vẫn chưa. Hết rồi. Em cắm sâu vào, đúng rồi. Phải sâu thì nó mới hút được sướng nhớ. Rồi. Em nghe anh đúng không? Em định nói em yêu anh đúng không? Em biết. Ủa mà kì thế. Nói em sao? Muốn thì là nói luôn. Vào thẳng vấn đề chính. Nói chung tim đen đúng không? Tim đen là cái gì? Tim đen. Nhưng mà muốn gì nói luôn. Muốn. Thế mà đi ngủ cho ba mẹ con đi ngủ. Muốn em là của anh nữa. Thế kia mày vào đây làm gì? Em cũng yêu anh mà. Thì nói chung là chị cũng gọi là chị nào? Thì tao anh biết thì đúng anh biết tao, em thư, tao cũng biết là anh có tình cảm với tao. Tao cũng nói chung là thú thật luôn. Tao cũng có tình cảm với cả em cũng có tình cảm với cả mày đấy nên là chán rồi. Đây để chạy một phần dễ dãi. Thôi về cho em, thành công rồi. Chủ lòng thôi.
Đi về đâu em? Là mày chưa đủ tao đúng không? Là... mày chưa đưa tao đúng không? Đừng có nói. Làm gì ấy? Đừng có háo. Ôi à! Ui ui rồi. Thôi đợt này cảnh nóng mọi người, mình che mày đám cậu nhá. Thôi em vào nhà đi em, em vào trong đi em. Tao phải thật rồi. Cái gì đấy? Báo thật rồi. Trời ơi, 80 kg.